Yo, what's up anh em lại quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh em top 5 cái mẹo mới. Và cái mẹo đầu tiên mình sẽ dẫn anh em sang một cái khu vực nó khá là gọi là quen thuộc với anh em. Đấy là ở cái đập thủy điện. Ở bên này thì sẽ có những cái ngôi nhà làng chài ở ven sông. Và ở phía bên này thì sẽ có một cái ngôi nhà để anh em có thể đi xuyên tường được. Nghe thì khá là hơi cầu đúng không? Ở đây thì nếu mà anh em đấu thường anh em có thể dùng những cái lốt đạn gọi là hình nhân, hoặc nếu mà anh em đi run thì anh em có thể dùng những cái bấm keo nha anh em, hoặc là có thể đi hai người đấy để em có thể lên đây. Ở đây thì mình sẽ áp dụng những cái bấm keo và mình sẽ lên ở phía trên này. Rồi bây giờ mình sẽ lên nhá. Đấy, anh em lắp bấm keo lên ở phía trên này cho mình. Ở trên này sẽ có một cái lỗ để anh em có thể thông ra ngoài. Đấy, ảo thật đấy, mình không biết tại vì sao mà trên này lại có một cái lỗ như thế này. Mình nghĩ chắc rằng ở Ghana kiểu như hơi gọi là lạc quan về cái vấn đề này, cho nên cái lỗi này vẫn chưa được fix lại. Ở đây thì nếu mà anh em có thể áp dụng được thì tại là nó hay cực kỳ. Đấy, anh em thấy không, hầu như là anh em sẽ thấy được ở phía ngoài và ở phía bên trong. Đấy, đấy, ở đây thì anh em hãy bật xuống lên và anh em hãy ngắm và đi ra một xíu nha. Rồi, hiện tại thì mình đã ở phía ngoài này và mình có thể bắn vào được ở phía trong cho anh em. Cực kỳ hay. Anh em bật ngắm lên và bắn thôi. Đấy, auto pro luôn. Rồi, nói chung ở cái địa điểm này chỉ miêu tả một từ thôi. Quá chuết anh em ạ. Rồi anh em thấy không? Đấy, anh em tiến vào một xíu nhá. Đấy. Thì ở phía trong thì sẽ lòi cái khẩu súng của anh em ra thôi. Và mình cho rằng không ai để ý mới nhìn được lên ở phía trên này đâu. Rất là gọi là ít khi em có thể đi nào mà nhìn lên. Đấy, anh em thấy không? Đậu sân như thế này mà uy tín quá luôn em ơi. Rồi thì đây là cái địa điểm đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn cho em. Trông thì cũng khá là hay, và mình nghĩ là có thể áp dụng giúp anh em trong rất là nhiều cái hoàn cảnh luôn. Rồi thì anh em nào đang xem cái video của mình, nếu mà thấy hay hãy cho mình subscribe kênh cũng như like sẽ cả video này của mình nhá. Ôi, công cái gì nữa đây, hiện tại thì vẫn không có thế như nào anh em ạ. Cho nên thì mình sẽ quyết định di chuyển sang ở cái địa điểm thứ hai nha. Đấy, ở đây mà anh em đi núp lùm mà thôi rồi luôn. Rồi ok, đến với cái địa điểm thứ hai mà mình muốn hướng dẫn cho anh em. Thì đây là một cái địa điểm nó khá là ổn, mình thấy không? Được. Ở đây thì anh em có thể lên được cái kỳ ở phía bên kia. Rồi ok. Đây là một cái địa điểm mà kiểu như anh em có thể biến một cái cây nó tàng hình em ạ. Và cái kết thì nó như thế nào, và ở đây thì anh em hãy cứ làm theo mình nha. Ở đây thì anh em hãy đấy, ngồi xuống như thế này này. Đấy, anh em di chuyển cái góc nhìn cho mình. Ôi, úi dồi ôi. Đấy, anh em thấy không? Ảo thật đấy. Đấy thì đều đó, nó làm mất luôn cả cái cây dừa em ạ. Đấy, cái cây này anh em. Cây này, cây này. Đấy, anh em chỉ cần di chuyển cái góc nhìn đấy. Nó như thế nhá. Em thấy không? Đấy, nó mất cái cây dừa luôn này. Đội sân ảo. Ảo cực kỳ luôn. Và đây là một cái mẹo để cho đồng đội đó đi. Và mình thấy nó khá là hay đấy ạ. Cái mẹo này thì nó không giúp ích gì được cho anh em, nhưng mà mình thấy là nó khá là vui, nên thì mình hướng dẫn cho anh em thôi. Đấy, em thấy không? Mất cây dừa luôn này. Đấy, anh em chỉ cần di chuyển cái góc nhìn thôi. Bữa thì mình cứ ngỡ là leo lên cái cây dừa một xíu thì nó sẽ biến mất, nhưng mà ở cái cây dừa này thì nó cao như thế này thì leo thế nào được. Đấy, anh em chỉ cần gọi là di chuyển cái góc nhìn một xíu thôi thì ở cái cây dừa này thì nó sẽ biến mất hoàn toàn luôn nhá. Không chạy đều được. Đấy, anh em cần di chuyển một xíu thôi. Ấy, lại biến mất rồi. Rồi thì đây là cái điểm thứ hai mà mình muốn hướng dẫn cho anh em. Tiếp theo thì mình sẽ sang cái điểm thứ ba nha. Rồi, đến với cái điểm thứ ba thì úi trời ơi. Thì mình sẽ dắt anh em đến với một cái khu vực khá là hay. Rồi, hiện tại thì mình sẽ chạy sang ở cái khu bên này nha. Bởi vì mình thấy là những cái điểm này nó cũng được ổn lắm đấy bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lên ở phía trên này và mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái điểm. Nói chung thì nó cũng khá được phết luôn. Thì những cái điểm này thì nó có thể giúp ích cho anh em trong một cái số trường hợp thôi, chứ không phải là giúp được nhiều. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng khá là ổn đấy.
Rồi thì bây giờ mình sẽ bàn sang ở cái địa điểm gần đến em ạ. Cũng khá là xa xa phết luôn. Rồi, nó ở tít bên này cơ mà. Rồi thì với cái địa điểm này thì đây là một cái địa điểm mà anh em có thể vứt đồ nhưng mà kiểu như giấu đồ vậy đó mà. Đấy, ở đây thì sẽ có một cái địa điểm như ở trên cái khu vực cổng trời vậy. Lúc mà anh em vứt đồ xuống thì đồ nó sẽ bị tan người xuống dưới đất. Đấy, anh em lưu ý là chỉ vứt đạn cũng như là những cái lệ tệ như nòng súng này các kiểu được thôi nha. Chứ anh em vứt máu thì nó sẽ bị nổi lên ở phía trên. Đấy, ở đây thì mình sẽ vứt ở đây nha. Ở cái bậc thang này thì anh em sẽ có thể vứt được. Ôi trời ơi, giật cả mình. Thì anh em vứt đây này. Đây anh em lưu ý là mỗi lần thì anh em vứt một hai cái rồi anh em lại sang bên kia vứt hai cái đấy nha. Chứ mà anh em vứt nhiều thì nó sẽ bị ao ra ngoài và nó sẽ bị nổi lên ở phía trên. Bữa thì mình vứt khá là nhiều nhưng mà hiện tại thì mình không biết là bị sao. Đây một cái này, hai cái này, đấy. Nó sẽ bị ẩn này. Anh em vứt 3-4 cái thì được đấy. Rồi hiện tại thì nó cũng lên đấy em thấy không? Mình sẽ lên ở đây thì sẽ có hai cái bình này. Tiếp theo thì mình sẽ sang đây vứt đấy, không có nha. Em thấy không? Rất là ổn nha. Ở đây thì nếu mà em giấu đồ thì còn là rất là ok luôn. Thường thì mình cũng hay giấu ở đây và kiểu đấy. Rồi tiếp theo thì đến với cái địa điểm thứ tư. Ở cái địa điểm thứ tư thì đây là một cái địa điểm mà mình nghĩ là có khá là nhiều người biết rồi. Và nếu mà em đi biết rồi thì có thể xem là cho vui. Nếu mà em nào chưa biết thì cứ xem cái video của mình nhá. Thì đây là một cái địa điểm mà anh em có thể lên được ở phía trên đây kiểu như em tàng hình luôn này. Rồi, mình sẽ tìm cái con xe gần lại một xíu nữa. Và đến đây thì ui dồi ôi, một xíu nhá. Ờ như thế này. Ở đây thì em hãy nhảy lên ở phía trên này nhá. Đấy. Em thấy không? Hầu như là không thấy cái gì luôn. Ở đây thì mình sẽ tiến vào nó gần để mình có thể lên được cái map cao của cái xe này. Chứ không như thế này thì nó lỗi cái chân ra như thế này thì khá là ăn đạn vào mồm luôn. Rồi, dường như thế này thì mình có thể gọi là tăng đi được cô ấy mà. Rồi, ảo thật đấy. Ảo quá luôn em ạ. Như thế này thì làm sao thấy được. Thì mình thấy là hầu như nếu mà em lên đây được rồi thì hầu như là không thấy đâu. Đấy, nếu mà anh em đi cái con xe gì ta, cái con xe thìn ấy, anh em lên anh em ngồi bắn nổ cái xe thì mình nó thật luôn bao cũng nghe thấy em ạ. Đấy, ở đây nó thấy thì nó cũng có thể bắn được nha. Cho nên anh em cũng cẩn thận một xíu. An toàn là bạn đấy em ạ. Chứ không thì nó bắn vỡ mồm đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn em đến với cái điểm cuối cùng. Thì ở cái điểm cuối cùng này thì sẽ mình thấy là nó cũng khá là hay. Nó không giúp ích gì được cho em nhiều. Nhưng mà nó rất là ảo luôn, ảo kỳ. Ở đây thì em hãy dùng cho mình ở cái hệ động cắm cờ nha em. Anh em hãy sử dụng cái hệ động cắm cờ cho mình. Bởi vì mỗi hệ động cắm cờ thì em sẽ cắm được một lần. Úi dồi ôi, cắm được một lần thôi. Nhưng mà ở đây thì em có thể cắm được hai lần cơ. Đấy, rất là hay luôn. Vào đây hiện tại thì mình sẽ chạy lên được phía trên này nha. Ở đây mình sẽ cắm cờ này. Đấy, một cái này. Và mình sẽ tiếp tục cắm thêm cái nữa. Lúc nó đi cắm xuống thì em hãy bật cái gì ta, cắp treo cho mình nha. Đấy, lúc chuẩn bị cắm xuống thì em hãy bật cắp treo cho mình. Đấy, rồi ra hai cây rồi kìa. Được không? Quá được nhở. Đây, cái kết nối dễ dàng thế thôi, không có gì khó khăn cả nha. Đấy, mình thấy cái này cực kỳ dễ dàng luôn. Rồi, thì anh em nào đang xem kênh của mình, nếu thấy hay hãy cho mình subscribe cái kênh, cũng như like và chia sẻ cái video của mình nhá. Thì ở đây thì sẽ có túi đa cắm được hai cái thôi, cho nên em hãy lưu ý cho mình 3 cái không được nhá. Đấy, cho nên em đừng có làm cú làm gì, bởi vì mình đã có test rồi, chỉ được hai cái thôi. Rồi, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình nhá.